có ghe xịn cho cô chú anh chị mình giá rẻ nha, 12 tấn ghe liền từ đầu tới đuôi luôn cô chú anh chị, và đi cái giăng ma ba thủy, cô chú anh chị mình chạy nước ngọt cũng được, đi dùng nước mặn cũng được, thoải mái vô tư, không còn suy nghĩ bất cứ gì nữa nha cô chú anh chị nha. Hôm nay có ghe cho cô chú anh chị mình, con này thì chuyên dành cho những cô chú anh chị sử dụng nước mặn biển. Vậy đi tải nha, 12 tấn nha cô chú anh chị. Để ông anh em lấy kích thước cái, rồi mời cô chú anh chị mình coi chi tiết bên trong. Mời bà con. Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc bà con nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nay mang đến cho cô chú anh chị mình một cái ghe tầm khoảng 12 tấn, chiều ngang 2m4. Ghe nổi cao nước, dáng be đồng be nha cô chú anh chị, dành cho những cô chú anh chị mình sử dụng dùng nước mặn. Đi thoải mái vô tư không còn ngại gì nữa. Mời bà con. Yeah yeah. Có ghe ngon thì lên clip liền cô chú anh chị. Dạ hôm nay em báo cho cô chú anh chị mình ở nhà mình có con 12 tấn. Chạy nước ngọt được, nước mặn cũng được, và con này chuyên cho những cô chú anh chị sử dụng làm ghe cào, ghe te, ghe ủi. Đó, chạy từ trong sông ra tới ngoài cửa được luôn nha cô chú anh chị. Con này với kích thước là chiều ngang 2m4 và chiều dài 13m. Hiện tại đang đi giăng ma ba thủy, be liền từ đầu tới đuôi. Và con này thì tình trạng là chủ người ta không sơn phết gì hết cô chú anh chị, cho nên nó không có rực rỡ. Về tay mình thì mình sơn, mình bắt chỉ lên cái là em nó rực rỡ liền nha cô chú anh chị. Tình trạng con này thì chủ ghe người ta chạy, người ta chỉ có lắp giò người ta chạy thôi. Dạ, cho nên cây cối mình rất là dễ coi. Tình trạng bé này rất là dễ thương, 12 tấn cho cô chú anh chị và giá cũng rẻ bèo à. Ở cầu Cổ Chiên, bờ Bến Tre nha cô chú anh chị, liên hệ trực tiếp qua Nang giùm em. Kênh mình mua bán thì từ xưa giờ không qua cò lái, chỉ đi săn ghe đẹp, lên clip cho bà con mình lựa chọn một con ghe hợp lý, một con ghe trực tiếp qua chủ. Đây, bây giờ cho bà con mình coi chi tiết bên ngoài thì như bà con mình thấy là cái dáng ghe này á, nó giống như cái dạng dáng ghe Chợ Lách và Tiền Giang. Dáng ghe nổi cao nước Bến Tre. Be đồng be rất là xinh luôn cô chú anh chị. Mặt mày em này tí xíu mình lên trực diện cho cô chú anh chị mình coi, mặt nó duyên dữ thần lắm. Và bé này thì hiện tại bây giờ ở đây nó có một cái mui che máy. À, dáng sạp thì tí xíu nữa để em vô em coi coi như thế nào nha cô chú anh chị. Em thấy có một cái ga miệng nè. À, ghe thì cứng cáp cực kỳ, lái cần nổi cao, be đồng be như cô chú anh chị mình thấy, hai cái dàn be gió với lại be dành đó ngay sau đuôi á là nó nổi liền với nhau từ phía sau lên thẳng phía trước luôn. Dạ, chứ không phải cái dạng mà be gió lớn, be dành nhỏ nha cô chú anh chị nha. Con này thì phù hợp cho những cô chú anh chị làm ghe cào, ghe tải, con này đóng ghe câu du lịch cũng được cô chú anh chị, tại dáng ghe nó đẹp, cong be cũng còn đẹp nữa, còn sáng lắm. Rồi em mời cô chú anh chị mình xuống phía dưới nhìn trực diện phần mặt của em nó, rồi sau đó em sẽ mời cô chú anh chị mình vô bên trong coi lồng son, coi máy móc, coi tiếp lắp trên dịch ghe nha. Nè bà con mình thấy không, ghe nó trải đẹp ghê không. Ghe này chiều ngang lớn nha cô chú anh chị, 2m4, chiều dài em nó tới 13m lận. Con này thì trên 10 tấn, con này 12 tấn. Nè bà con mình coi nè, có hai đôi ga ở trên em đang thấy thì chắc cú ở dưới nó sẽ còn hai cây nữa, có một mui chính một mui mát. Mặt ghe nè cô chú anh chị, mặt nó ác cực kỳ không cô chú anh chị, mặt ghe ác chiến lắm cô chú anh chị ơi. Con này cô chú anh chị mình làm ghe cào ghe te ngon nè, dạng xương em thấy nó khích rịch ở trong kìa. Mê con này là xi măng nha cô chú anh chị nha, be liền, con này không cần giá luôn, chuyên dành cho cô chú anh chị mình làm ghe cào, cào sông, cào biển, mũi cao, đít cất, dáng nổi cao. Trời ơi em nhìn thấy vàng xương em mê quá rồi, hôi xuống luôn đi cô chú anh chị ơi, vàng xương khích rịch cơ, quá đã, lắm. Đúng bài đúng sách rồi ha cô chú anh chị, 4 cây ga, 2 đôi, công đà 5-10 vuông góc, khô queo luôn, mưa tới nữa rồi, dán sạp mũi kìa, sướt mắt, mùi thì lập nhôm, có một mùi mát ở trên, dán sạp đuôi nè, quay chi tiết tổng bên trên cái rồi mình vô chi tiết cận nha cô chú anh chị nha, sạp đuôi, 13 thước, con này đóng ghe câu đã, đúng bài luôn, đúng sách luôn cô chú anh chị, rồi mời cô chú anh chị mình vô chi tiết cận cảnh của bé ghe 12 tấn hôm nay em gửi tới cô chú anh chị mình. Này là em quay trực tiếp luôn nha, còn ông anh em không có sơn phết lắp giò gì về sau này thì cô chú anh chị mình xuống đây coi là nó đẹp hơn nữa, tại em thấy ghe đẹp quá, vừa về em chụp em quay liền cô chú anh chị. Nè, công đà bà con mình coi khích rịch luôn,
Tháo thiệt chứ. Trời ơi nó sát. Ghe này bao cứng cho cô chú anh chị mình luôn. Sạp mũi cũng sáng nữa nè. Nhảy xuống luôn. Cho bà con coi nè. Hầm mũi nè. Nghe đẹp nha bà con. 2m4. 13 thước. Cái này là 5 phân, 16 phân. Hai tấm này nè cô chú anh chị. Hai tấm này còn nguyên zin nè. 5 phân, 16 phân. Ốp ga thì 520 ở trên 515. Hai cây ga. Có ga miệng nha cô chú anh chị. Ga miệng 3 phân, 20 phân. Đó, be thì như bà con mình thấy nè. Công đà nè. Ủa cái cây công này công zin luôn ta. Công xưa giờ của chú anh chị ơi. Đà nè. Này là cái đà mà nó lên cái nè. U lên tới đây luôn. Ủa. Khủng khiếp vậy. Cái công nè. Trời ơi. U lon luôn. Sướng mắt như của chú anh chị nha. Tình trạng này là em quay ngay lúc là ông anh em chưa có dọn rửa, chưa sơn phết lắp vỏ gì hết cho bà con mình. Đó, vài bữa cho cô chú anh chị mình xuống câu là chắc ảnh sơn phết rồi á, là đẹp hơn nữa cô chú anh chị. Quá sướng mắt à. Hai bên cong bè đẹp như nhau luôn cô chú anh chị. Lường khô gan luôn. Đây, lường nè cô chú anh chị. Cho bà con mình coi cái lường. Rồi vô trong coi cái máy. Nhờ anh nổ máy cho bà con mình coi luôn. Này là dàn lường nha. Lường nó tới cỡ này rồi còn gì nữa. Quá trời quá đất đã. Ủa cái máy mở cửa này được không anh? Dạ. Nhớ mấy cửa ra cho em nghiến cái đi. Vài bữa nữa chắc lắp giò lại ha anh. Giờ em quay chi tiết là ngay lúc ảnh chưa có lắp giò chưa gì hết nha bà con nha. Bữa nó lắp giò rồi nó bắt chỉ rồi lên chú anh chị mình xuống coi đẹp hơn nữa. Rồi được rồi. Giang ma ba thủy có đề hộp số theo máy luôn, lắp 90-50. Trời, ghe này cô chú anh chị mình gì gắn máy 6 giữ nguyên luôn. Lắp tiếp inox hả? Tiếp inox 90-50. Nổ cho em cái máy đi ca. Máy này vài bữa ông sơn ông lắp giò lại là xuống mướt mắt nữa. Trời ơi con nằm đâu này. Có đi nó mô sạc luôn hả? Quá đã quá đã. Rồi ra sao luôn. Tắt được rồi ca. Con này chạy tới Quế luôn cũng hao dầu nữa mà coi. Mưa nữa rồi. Tranh thủ xiết xiết. Ganty nổ từng tiếng luôn. Con này về làm ra cào được chứ gì. Mấy con máy này trên dịch lớn nè. Dư. Rồi, bà con mình coi thấy hợp nhãn alo trực tiếp anh chủ ghe giùm em nha. 2m4 và 13m đi dân ma ba thủy. Ganty nổ từng tiếng luôn, công đà be bỏng thì nó dễ thương đẹp như nãy cô chú anh chị mình nhìn thấy rồi á. Nè, be nè. Dán cũng đẹp nữa. Con này đi tải cũng ngon luôn. Và giá con này hiện tại bây giờ anh chủ ảnh đang kêu có 39 triệu thôi. Thì cô chú anh chị mình có muốn xuống coi trực tiếp hiện tại bây giờ thì xuống. Còn cô chú anh chị mình về sau này xuống thì chắc là sơn phết bắt chỉ xong rồi. Nó đẹp hơn gì nữa nha cô chú anh chị.
Rồi, hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Dạ, xem kênh, bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Con ghe này em đánh giá là đẹp đỉnh, cộng đà đẹp, mây xi măng cho cô chú anh chị mình đi cào sông ra tới biển luôn, thoải mái nha. Rồi, bye bye bà con, ghe đã.